Dạ. Hey, xin chào, Quốc Bảo xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đã cùng đến với chương trình Hành Trình Đất Phương Nam. Hôm nay thì Bảo nhận được một cái lịch hẹn, thời gian, địa điểm rõ ràng là chính tại cái vị trí này. Nhưng mà chưa biết là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đâu, đi với ai, làm cái gì, tò mò không ạ? Nếu mà tò mò thì hãy cùng Quốc Bảo khám phá coi khách mời ngày hôm nay sẽ cùng đồng hành với chúng ta trong Hành Trình Đất Phương Nam là ai nhá. Còn bây giờ thì chắc vô đây chờ ekip chút xíu nha. Người đâu mà dễ thương quá trời. Anh ngồi đây từ chiều tới giờ. Nhưng mà quán mới 8 giờ sáng không ạ? Anh tự nhiên mới vô bẻ gãy miếng của anh vậy. Vâng, thưa quý vị, xin được giới thiệu sự xuất hiện của á hậu xinh đẹp Phương Anh. Em cảm ơn anh Bảo. Phương Anh xin được chào tất cả các khán giả của Hành Trình Đất Phương Nam. Ngày hôm nay khi mà em đến đây á, là em cũng được các anh chị biên tập hẹn ở đây. Ở giờ này mà cũng không biết là sẽ làm gì. Bây giờ thì không biết là chúng ta phải chờ đợi cái gì đây. Ồ, đằng trước này là chợ nè ha, đông đúc rồi vui. Hôm nay em vô cùng nhộn nhịp. Cái gì ta? Ủa sao kỳ vậy? Mới đến luôn á. Vâng, thưa quý vị, đó chính là Hành Trình Đất Phương Nam. Vâng, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá. Thấy nhiều chữ quá nè. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm ra căn cứ bí mật của những người chiến sĩ cách mạng. Và chúng ta sẽ đi qua 3 trạm khác nhau. Mỗi trạm sẽ có một mật thư. Đây sẽ là... À, có gợi ý. Gợi ý đầu tiên cho chúng ta. Xin mời Phương Anh đọc to gợi ý. Dạ. Dưới bàn chân trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng luồn lách địch đâu có ngờ. Nhẹ nhàng luồn lách địch đâu có ngờ. Mà cái quan trọng là mình phải tìm ra căn cứ bí mật đúng không ạ? Với cái mật thư này mình sẽ tìm ra một cái căn cứ bí mật. Đúng. Một cái không gian mình sẽ... bí mật. Đi tìm đi. TV. Anh thấy là khu vực ở đây còn to lắm, còn rộng lắm. Mình đi một vòng coi có tìm được manh mối gì không. Chúng ta đã tìm ra được hình như là mật thư ở cái chặng đầu tiên này rồi. Đó chính là một cái lối đi bí ẩn của cái chốt. Mở ra nha. Trời, mấy cái trong đó có gì? Một lối đi bí ẩn thưa quý vị. Trời ơi, hấp dẫn nha. Nhìn quá là bí ẩn luôn hả? Trời ơi, quý vị ơi, chúng ta đã có một cái đường hầm bí mật. Một cái lối đi dẫn đến căn cứ bí mật của quân đội của ta ngày xưa. Và chắc chắn sẽ có rất là nhiều điều để chúng ta khám phá ngay cái đường hầm này. Và chắc chắn là Phương Anh cũng đã sẵn sàng với chúng ta rồi. Và... Ủa? Phương Anh! Phương Anh! Chờ xíu! Phương Anh ơi! Đâu rồi ta? Ủa anh Bảo ơi! Đây để em giới thiệu với anh Bảo với lại tất cả các khán giả của chương trình Hành Trình Đất Phương Nam. Đây chính là chị Phương. Chủ hầm. Dạ. Chị Phương chỉ là chị Phương là hướng dẫn viên của câu lạc bộ Biệt Động Sài Gòn. Và ngày hôm nay chị Phương sẽ đồng hành cùng với hai anh em mình để mà giới thiệu về cái hầm này ạ. Bây giờ em Phương xin phép được chia sẻ lại cho hai anh chị mình một vài thông tin tại căn hầm này ha. Cái căn hầm này á, ngày xưa nó là do một cái nhân vật tên là Mai Hồng Quế. Nhưng thực chất tên thật của ông là Trần Văn Lai. Ông là một trong những người chiến sĩ cách mạng. Và cái căn hầm này được đào vào năm 1967 thì cấp trên đã chỉ thị cho ông Trần Văn Lai này phải tìm và mua một căn nhà nào đó trên địa bàn này để đào mục đích đào hầm để phục vụ cho công tác chiến đấu sau này. Ban đầu thì ông mua mục đích là nhà ở thôi. Bên trên thì ông cũng sửa soạn lại kết cấu giống như một căn nhà, nhưng riêng cái căn hầm này á thì tự tay ông cùng với người vợ sau của mình chính là cô Đặng Thị Thiệp đào trong vòng 7 tháng, đào bằng tay hết nha. Hai vợ chồng cùng nhau đào. Dạ đúng rồi, có một cái điều đặc biệt nữa trong căn hầm này mà em nghĩ là các anh chị mình sẽ rất là ngạc nhiên. Đó là vị trí cuối con đường hầm này đây ạ. Cuối con đường hầm này chúng ta sẽ có một cái lối cầu thang sắt thông lên căn phòng làm việc riêng ngày xưa của bác Trần Văn Lai. Dạ rồi, bây giờ Jess xin phép được mời anh Bảo cùng với chị Phương Anh sẽ cùng với Phương khám phá một căn hầm này. Nhưng mà sẽ có một cái thử thách nho nhỏ dành cho hai anh chị là trong căn hầm này chúng ta sẽ có hai cái mật thư. Và bây giờ hai anh chị sẽ tìm hai cái mật thư đó để chúng ta cùng giải mật thư. Vâng, cảm ơn rất nhiều ạ. Vậy bây giờ là chúng ta vừa đi tìm vừa đi tham quan. Dạ đúng rồi ạ. Ok, đi thôi. Ủa
quan khai cha anh là gì ta? Ủa anh Bảo? Ủa? Ôi, giờ anh mới lên đó hả? Ý kêu là nãy giờ bạn lên đây lâu lắm rồi gì? Dạ, tất cả em may mắn. Và chúng ta có mật thư như nhau. Đó, dạ. Hình như là đây là cái chữ viết theo kiểu ký hiệu Telex. Telex đúng không? Mà dạ. Hình như là không có dấu nè. Dạ. Rồi vị trí, hình như là nãy giờ anh đọc cái từ đầu tiên đó chính là Quang Khải nè. Dạ. Quang Khải là địa điểm tiếp theo hay sao? Dạ em nghĩ đây là Trần Quang Khải. Trần Quang Khải đúng đường rồi. Trần Quang Khải, nếu mà nói Quang Khải ở trong thành phố chúng ta chỉ có đường Trần Quang Khải mà thôi. Dạ xong rồi có con số kế bên em nghĩ chắc là cái các số địa chỉ số, hả? Dạ. 145 Trần Quang Khải thưa quý vị. À. Giờ mình biết đúng hay không là chỉ có cách là phải đến đó thôi đúng không? Vâng à, và với cái mật thư này thì chắc chắn sẽ không làm khó được cặp đôi Trinh Thám Quốc Bảo và Á Hậu Phương Anh phải không? Dạ. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả sẽ cùng theo chân Quốc Bảo và Á Hậu Phương Anh chúng ta đi đến 145 Trần Quang Khải. Wow. Rồi, chúng ta đang có mặt tại 145 Trần Quang Khải. Và lại là cô gái ấy. Cô gái ấy đã đón chờ chúng ta. Dạ rồi, chúc mừng hai anh chị mình đã giải được mật thư và tìm đến địa chỉ này. Ừ. Thì đây chính là địa chỉ 145 Trần Quang Khải. Ừ. À, nơi đây là một cái bảo tàng. À, nơi đây sẽ cất giữ và chứa đựng lại những ký ức của những người chiến sĩ Việt Nam Sài Gòn về hiện vật và những câu chuyện. Và điểm này cũng sẽ là chứa một cái mật thư. Cũng là mật thư cuối cùng các anh chị. Và muốn được tìm được mật thư á thì chúng ta phải đi lên phía trên bảo tàng. Để lên được không gian bên trên thì mình phải đi cái thang máy này. Bây giờ em xin phép được mời chị Phương Anh và anh Bảo sẽ cùng theo chân em đi chuyển thang máy lên trên ạ. Cái bảo tàng này á, thật chất ngày xưa cũng là nhà của bác Mai luôn đó các anh chị. Ừ. À, hồi xưa bác mua lại căn nhà này chủ yếu đi làm xưởng sản xuất bàn ghế gỗ. Nên các anh chị mình thấy những cái bộ bàn ghế gỗ này nha. Wow, đó chính là toàn bộ những sản phẩm ngày xưa của bác Trần Văn Lai mình đó. Wow. Nhưng bên cạnh đó cái bảo tàng này á, hiện tại nó còn chứa đựng rất là nhiều hiện vật của những cô chú chiến sĩ ngày xưa từng tham gia kháng chiến. Họ đã mang về đây tặng lại cho bảo tàng. Ví dụ như đây, như là những cái comment cơm á, chắc các anh chị mình biết cảm cái này ơn, đó. Cảm ơn, đó, đó, cái cảm ơn nè. Thì bây giờ xin phép được mời anh Bảo cùng với chị Phương Anh đi theo em ở khu vực bên này. Em sẽ có một cái điều bất ngờ dành cho anh chị. Dạ rồi, bây giờ chắc xin phép mời chị Phương Anh chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cái công nghệ này với em nha. Dạ, okay. Chỉ cần chị chạm tay và bất kỳ ô thông tin nào trên đây thì nó sẽ xuất hiện ra một đoạn phim tư liệu ạ. À. Rồi dạ. Em xin phép mời chị. Em xin phép ạ. Dữ vậy ta. Đó sẽ có những cái hình ảnh nè, âm thanh nè. Và đây là những cái đoạn phim tư liệu về từng cái thời kỳ khác nhau đúng không ạ? Dạ đúng rồi, những cái đoạn phim tư liệu này sẽ nói về cuộc đời của bác Trần Văn Lai chẳng hạn. Và bây giờ cũng không quên nhiệm vụ đâu ạ. Mật thư và mật thư. Dạ đúng rồi, bây giờ nhiệm vụ của anh chị, chúng ta sẽ tìm ra một mật thư cuối cùng. À, nó sẽ nằm trong cái bảo tàng này. Bây giờ xin phép được mời anh Bảo và chị Phương Anh chúng ta bắt đầu tìm. Ê! Phương Anh ơi, có rồi, đây, yeah. Trong một cái nồi... Nồi nhôm một nha. Nồi nhôm. Đó, cũng khá là cũ kỹ rồi. Hay quá, xuất sắc. Ngồi xuống đây nghiên cứu nè. Dạ rồi. Đó, Phương Anh giúp anh mở ra em coi mở trong đó nha. Trong đó viết cái gì? Ôi, có nhiều chữ cái lắm anh ơi. Em nghĩ là mình phải xếp những cái chữ này ra thành một cái gì đó có nghĩa. Mổ cái gì nè. Mổ cái gì căng thẳng vậy. Thôi nào khó quá bỏ qua đi, mình nhờ đi, mình nhờ thổ địa ở đây đi. Chính xác ạ. Phương hay Phương? Dạ rồi, có em đây. Nó sẽ liên quan đến một cái nơi dùng để cho những người chiến sĩ Việt Nam chúng ta là nơi trú ẩn cũng là nơi thoát hiểm. Ê, nếu mà vậy thì chúng ta cho chị Hồng một bên và chúng ta sẽ còn lại đó chính là nổi. Dạ chính xác rồi đó. Hầm nổi. À, cái căn hầm nổi này nó là một trong những cái nơi mà hồi xưa bác Trần Văn Lai đã tạo dựng ra để cho những người chiến sĩ của mình đến làm giao liên. Lỡ trong những cái trường hợp mà bị phát hiện thì họ sẽ trú ẩn trong căn hầm đó và dùng để làm nơi thoát hiểm. Và hiện tại cái căn hầm này nó sẽ nằm ở địa chỉ 113A Đặng Dung. Cái căn hầm đó nó sẽ nằm dưới tủ quần áo và thông qua cái căn hầm đó sẽ mở ra được một cánh cửa để thông qua một con hẻm lẫn trốn và trốn thoát đi ạ. Còn một cái hầm nữa sẽ nằm ở dưới cái sàn nhà, thì thật ra đó sẽ là một cái bức tường hai lớp, khoảng không giữa hai bức tường đó lại là một cái hầm nữa. Bề ngang nó khoảng tầm như đây thôi, 10cm thôi. À, nhưng mà nó rất là sâu nha, chiều cao nó khoảng tầm 2m. Cái căn hầm đó sẽ dùng một đích căn kinh tài. Giờ thì các anh chị mình có thể tham quan một vòng ở đây. Ở đây còn nhiều cái để coi lắm. Dạ. Những cái hiện vật ở đây chẳng hạn. Dạ.
Mê quá ha, đi coi hoài mà không hết luôn á. Và ngày hôm nay thì hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả của Hành Trình Đất Phương Nam đã có một cái chuyến du hí đồng hành cùng với Quốc Bảo và Á Hậu Phương Anh thật là nhiều cảm xúc nè, để chúng ta được thăm rất là nhiều những cái ngóc ngách đẹp nè, những khoảnh khắc, những hình ảnh đã được lưu giữ lại. Và nếu như mọi người có thời gian đi tham quan ha, hãy cùng đến ngay với những cái địa điểm rất dễ tìm kiếm với những cái địa chỉ rất cụ thể trong ngày hôm nay mà chúng tôi đã chia sẻ với tất cả quý vị khán giả. Và một lần nữa, Quốc Bảo xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả đã luôn dành thời gian của mình để đồng hành cùng với Quốc Bảo và những khách mời đặc biệt của chúng ta. Còn bây giờ thì xin chào tất cả quý vị khán giả và đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng ta quý vị nha. 19:35 tối thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình Hành Trình Đất Phương Nam được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng với công ty Sao Đỉnh Cao. Còn bây giờ thì Quốc Bảo và Á Hậu Phương Anh xin chào và hẹn gặp lại. Tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ này chỉ có những chiếc áo dài với các nhân vật lịch sử gắn liền với các sự kiện lịch sử. Như ba chiếc áo dài này thời đó thì may không có nhấn ben và đặc biệt thì tà ngắn đến gối.